Hi guys, cô chào các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục chữa phần nội dung trong cuốn sách tiếng Anh cho người bắt đầu. Và bài học này thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần reading của unit số 22, trang 358. Các bạn cùng dở sách ra để chúng ta có thể bắt đầu bài học ngày hôm nay. Ok, với phần bài đọc đầu tiên của chúng ta thì chúng ta chỉ có duy nhất một nhiệm vụ, đó chính là phần bài tập số 1, Read passage 1 and choose the best answers. Đọc bài đọc 1 và sau đó là lựa chọn các đáp án đúng để điền vào mỗi chỗ trống. Các bạn thấy là ở trong phần bài này chúng ta có 5 vị trí trống và tương ứng với 5 vị trí đấy thì chúng ta có các đáp án A, B, C, D để có thể lựa chọn. Ok, chúng ta cùng nhìn vào câu hỏi số 1. Để làm được dạng bài này thì các bạn nhớ lại cho cô là cách làm. Chủ yếu là với những phần bài đọc như thế này thì cô hướng dẫn các bạn cách làm sao để làm cho nó hiệu quả. Thì với phần bài này thì trước tiên chúng ta sẽ cần phải xác định vị trí của phần chỗ trống đấy, nó nằm ở đâu trong câu, và chúng ta xác định những cái vị trí trước sau của cái từ cần điền, được chưa ạ? Vậy ví dụ câu 1. Câu này nó đứng ở đằng sau cả cái cụm đó là is not easy to. Vâng, vậy thì chúng ta có cái cấu trúc là gì ạ? Có cái cấu trúc đó là is cộng với tính từ, đúng không ạ? Cộng với tính từ. Và sau đó sẽ là gì ạ? Động từ ở dạng là to verb, đúng chưa nào? Thế thì chỗ này có to rồi, chắc chắn chỗ sau thì các bạn sẽ thấy nó là gì ạ? Nó là động từ nguyên thể. Và sau đấy thì các bạn thấy vị trí của từ còn thiếu chúng ta có là what to study. Thì ở đây ý của câu này là không dễ để làm gì đó. Cái gì để học? Vâng, thế thì chúng ta có 4 động từ. Một đó là động từ decide, lựa chọn, đúng không? Quyết định. Manage có nghĩa là gì ạ? Cố gắng, xoay sở. See, thấy. Do, làm. Vậy thì xét về mặt ý nghĩa ở trong câu thì các bạn thấy là xét về mặt cấu trúc ngữ pháp đi thì cả 3, 4 đáp án này đều là động từ nguyên thể thì là phù hợp rồi. Thế còn xét về mặt ý nghĩa thì các bạn thấy là 4 đáp án ở đây, đáp án đầu tiên, động từ decide là động từ phù hợp nhất, bởi vì chúng ta thấy ở trong này ghép nó với cái câu đầu tiên đó là gì ạ? Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì rất nhiều học sinh đến trường đại học để học, hoặc là đến các trường cao đẳng hoặc đại học để học. Đôi khi thì thật khó hoặc là không dễ để có thể quyết định là học cái gì. Đấy, vậy thì đương nhiên phương án A sẽ là phương án chính xác cho câu hỏi số 1. Chúng ta cùng nhìn câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2. Với câu hỏi số 2 ở đây, cái phần sách này của cô nó hơi bị lỗi một tí này. Câu hỏi số 2 ở đây nó đứng sau động từ to be các bạn nhé. Đứng sau động từ to be. Nó nằm ở trong câu là Student will have to provide evidence of how much money can be. Học sinh sẽ cần phải chứng minh được hoặc là cung cấp được cái minh chứng là bao nhiêu tiền có thể ba chấm. Vậy đứng sau động từ to be nó có thể có một số tình huống: một là tính từ, hai là danh từ, ba là động từ ở dạng quá khứ phân từ bị động, đúng chưa ạ? Vậy thì đáp án ở trong trường hợp này chúng ta thấy tất cả các đáp án A, B, C, D đều là các động từ ở dạng quá khứ phân từ. Paid là chi trả này, got là có, spent là tiêu và earn là kiếm được. Vậy thì ở đây chúng ta cùng nhìn lại cái ngữ cảnh của câu đó là gì? A common way to pay for school, một cái cách thông thường để có thể chi trả cho việc học đó chính là thông qua các khoản vay, loan là khoản vay của sinh viên, và sinh viên sẽ phải chứng minh hoặc là đưa ra minh chứng là việc họ có thể kiếm được hay là tiêu được hay là nhận được hay là cái gì ạ? Chi trả được bao nhiêu tiền. Và trong một số trường hợp, bao nhiêu tiền mà bố mẹ của họ có thể kiếm, tức là ở đây nói đến việc họ có thể tự kiếm được bao nhiêu tiền và bao nhiêu tiền bố mẹ có thể kiếm được, đúng không ạ? Nên với câu 2, các bạn thấy đương nhiên để có thể vay được thì phải biết là kiếm được bao nhiêu, đúng không? Thế nên phương án D chính là phương án chính xác. Với câu hỏi số 3, chúng ta nhìn tiếp ạ. Câu hỏi số 3 nó nằm ở giữa cái cụm đó là has với danh từ money. If a student has money,
Vậy ở đây có động từ rồi, sau đó lại là một danh từ. Vậy chúng ta xác định là động từ thì sau đó sẽ là một gì? Một cụm danh từ chính của câu đúng không? Làm tân ngữ. Thì có danh từ rồi thì chỗ này có thể có hai tình huống. Một đó là tính từ, hai đó là danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đứng sau. Vậy ở đây chúng ta xác định là một là tính từ, hai là danh từ, hoặc đôi khi nó cũng có thể là lượng từ. Lượng từ để bổ nghĩa cho danh từ đứng sau, đúng không? Vậy thì trong các đáp án của câu số 3 chúng ta tất cả đều có đó là các lượng từ few, nhiều. Nhiều một vài, cô xin lỗi, một vài hoặc là một vài một ít đúng không ạ? Little tương tự như thế, một vài một ít. Nhưng mà few này dùng với danh từ số nhiều này. Little dùng với danh từ không đếm được. Không đếm được. Any dùng với cả hai loại danh từ số nhiều hoặc là không đếm được. Hoặc là danh từ không đếm được. A lot thì sau đó phải có giới từ of rồi đến danh từ số nhiều hoặc là danh từ không đếm được. Đó. Thế thì chúng ta có bốn cái đáp án ở đây thì các bạn lại phải xét lại. Xét lại này. Money là danh từ gì ạ? Không đếm được. Vậy chúng ta bỏ trường hợp A trước. Vậy dùng cái nào ạ? Little hay là C hay là D? D ở đây không có of trước money nên cô cũng loại phương án D. Vậy dùng B hay là C? Thì các bạn thấy là câu này nó là câu gì ạ? Câu khẳng định đúng không? Have, has là câu khẳng định. Thế thì any dùng cho những tình huống ở trong câu phủ định. Do đó cô cũng loại trường hợp any. Và chỉ còn lại là phương án B thôi, little money. Nếu như mà một sinh viên có một chút tiền thì cậu ấy hoặc cô ấy có thể là chứng minh được, có thể nhận được cái khoản vay nhiều hơn hoặc là cao hơn. Nhìn tiếp sang câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 nó nằm ở trong câu là The money earned from this part-time jobs can be very như thế nào đó. Ok, khoản tiền mà kiếm từ những cái công việc bán thời gian như thế này có thể rất làm sao? Các bạn thấy là trước từ cần điền của chúng ta có từ very là trạng từ, là cái từ chỉ mức độ ấy, trạng từ chỉ mức độ. Sau đấy, trước nó lại có động từ to be. Sau từ cần điền của chúng ta có cụm từ là for paying tuition, tức là rất là như thế nào đấy cho việc chi trả tiền học phí. Vậy ở đây chắc chắn loại từ còn thiếu đó chính là tính từ. Vậy tính từ mà chúng ta có ở trong này đó là các từ helpful hữu ích, harmful có hại, difficult khó khăn và necessary là cần thiết. Vậy thì theo các bạn đâu là từ mang ý nghĩa đúng trong câu này? Bởi vì là tất cả đều là tính từ rồi. Thế thì chúng ta xác định loại từ còn thiếu là tính từ. Vậy thì nhìn vào trong này thì các bạn thấy là khoản tiền kiếm được từ những cái công việc part time này, công việc bán thời gian này có thể rất là như thế nào với việc chi trả? Đương nhiên sẽ là rất là không phải là có hại, không phải là khó khăn, cũng không phải là cần thiết mà là hữu ích cho việc trả tiền học phí và cho những cái khoản tiền chi tiêu cho cuộc sống mà một học sinh một khoản vay nợ của học sinh có thể cung cấp cho. Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 5. Câu số 5 nằm ở trong câu là khoản tiền cho những học bổng này thường là are usually. Vậy ở đây có động từ to be, có trạng từ. Vậy giữa trạng từ và động từ to be thường thì sẽ là động từ. Và động từ trong tình huống này các bạn thấy nó là ở thể gì đấy ạ? Thể bị động, đúng không nhỉ? Bởi vì là có cái gì đấy? Có động từ to be sau lại có by governments, tức là bởi chính phủ. Thì chỗ này chắc chắn sẽ là dạng bị động nên động từ được biến đổi về thành là quá khứ phân từ. Vậy quá khứ phân từ, tất cả các đáp án sent là được gửi, done, được làm hoặc là được hoàn thành, được cung cấp, ý C, provided và được xây dựng. Vậy thì nhìn lại cái câu này chúng ta cùng xem về mặt ý nghĩa này. Khoản tiền cho những cái học bổng này thường là được bởi, được như thế nào đấy? Bởi chính phủ và thông qua các khoản quyên góp từ những cái công ty mà muốn hỗ trợ cho sinh viên. Vậy thì ở đây chắc chắn sẽ không phải là hoàn thành, không phải là xây dựng, mà cũng không phải là gửi cho ai đó, mà nó sẽ là cái gì ạ? Được cung cấp bởi chính phủ. Ok, vậy đấy là bài tập số 1 với phần Passage 1.